Dạo này chồng tôi có nhiều biểu hiện rất lạ. Anh ấy hay lén lút làm điều gì đó. Hình như anh ấy có mối quan tâm nào đó ở bên ngoài. Thỉnh thoảng lại cứ như người mất hồn. Anh ấy rất yêu con, dành thời gian chơi với con, nhưng lại hay làm con khóc. Không khí gia đình nhiều lúc rất căng thẳng. Dù tôi có nấu những bữa ăn ngon và những món mà anh ấy thích, cũng không làm cho anh ấy có cảm giác ngon miệng như trước. Anh ấy thường xuyên cáu gắt vô cớ, thậm chí làm tổn thương người khác. Anh ấy không còn là người đàn ông lịch thiệp như trước. Hình như anh ấy đang che giấu một điều gì đó. Tôi biết lời giải nằm ở trong ngăn tủ đó. Nhưng khi phát hiện ra sự thật, tôi lại tự trách mình rất nhiều. Áp lực công việc dồn nặng lên đôi vai, những cơn đau dạ dày hành hạ, nhưng anh ấy vẫn âm thầm chịu đựng và tự tìm giải pháp để duy trì sức khỏe. Đâu đó ẩn sau nụ cười là những sự thật khắc nghiệt mà chồng tôi đang phải tự mình gánh vác. Nếu không có sự đồng cảm và tinh ý, tôi sẽ không thể hiểu rõ. Tôi đã tưởng mình có thể chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, vậy mà có những góc khuất đàn ông họ vẫn giữ cho riêng mình. Có lẽ đàn ông là như vậy đấy. Suýt chút nữa tôi đã đánh mất đi hạnh phúc của mình chỉ vì những sự nghi ngờ không đáng có ấy. Ước gì những phút giây hạnh phúc này sẽ tồn tại mãi mãi.